Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thủy Uyên. Tào Cẩm Sắt cầm tay Tào Phương, cực kỳ trịnh trọng hỏi: "Chị Phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Quân chọc phải ai mà cần chị phải xin em đến cứu nó?" Tào Phương mất bình tĩnh không nói thành tiếng, mãi mới tỉnh táo lại được, quay sang chỉ vào tôi: "Chính là nó!" Tào Cẩm Sắt nhìn theo hướng Tào Phương chỉ, liền thấy ngay tôi đang ngồi trên salon với Diệp Hiệt Chi. Gương mặt xinh đẹp của cô ta trong nháy mắt trở nên rất đặc sắc. Trần An! Đôi mắt xinh đẹp của Tào Cẩm Sắt trừng to, hét lên thất thanh. Chương 207. Không thể phủ nhận, Tào Cẩm Sắt đúng là người phụ nữ làm cho cảnh đẹp ý vui. Xét về ngoại hình, về dáng người, về gia thế, cô ta không kém Diệp Hiệt Chi là mấy. Chỉ có điều Tào Cẩm Sắt quyến rũ như yêu tinh, Diệp Hiệt Chi lại tao nhã như phiến lá non, khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Mà thứ duy nhất Diệp Hiệt Chi có thể áp đảo được Tào Cẩm Sắt chính là khí chất. Nói thế nào, Tào Cẩm Sắt cũng chỉ là con gái nhà họ Tào, phải dựa vào người đàn ông mạnh mẽ như Triệu Huyền Ninh. Cho nên thực chất bên trong, cô ta vẫn là kẻ nhu nhược, không tự tin. Nhất là khi đối mặt với những người phụ nữ ngang sức ngang tài với cô ta. Còn Diệp Hiệt Chi là hòn ngọc quý trên tay ông cụ Diệp, là cô chủ của nhà họ Diệp, chủ nhân đời tiếp theo của nhà họ Diệp. Được bồi dưỡng từ bé nên không thua đàn ông ở bất kỳ phương diện nào. Cô ấy cao quý và rất tự tin, là người phụ nữ hoàn hảo nhất tôi từng thấy ngoài Cố U Hoàng. Như Bạch Trạch từng nói, ở thủ đô có rất nhiều phụ nữ đẹp, nhưng đại quý cô thủ đô thì chỉ có 4 vị. Điều này không phải không có lý. Mà Diệp Hiệt Chi đứng đầu bảng xếp hạng tứ đại quý cô ở thủ đô thì lại càng có lý. Tào Cẩm Sắt rất kinh ngạc, cũng rất bối rối, vì cô ta không nghĩ người Diệp Quân đắc tội lại là tôi. Mà Diệp Hiệt Chi là cô chủ nhà họ Diệp lại ngồi cạnh tôi, cũng không khó đoán là ý gì. Nhưng Tào Cẩm Sắt không phải Diệp Hiệt Chi, càng không có sự quyết đoán và trí thông minh như Diệp Hiệt Chi. Cô ta nhìn tôi, thấy mấy người nhà Tào Phương đau khổ cầu xin lại không chịu nổi, cuối cùng vẫn do dự đàm phán với tôi. "Trần An, lần này cậu có thể tha cho Diệp Quân được không? Coi như cho nhà họ Tào chúng tôi chút mặt mũi." "Cô có thể đổi cái gì để bảo vệ tính mạng cho hắn?" tôi hứng thú nói. "Đừng có đề cập đến nhà họ Tào, cô không có tư cách để đại diện cho nhà họ Tào, đúng chứ?" Gương mặt xinh đẹp của Tào Cẩm Sắt đỏ bừng lên, nhưng lại không có cách nào phản bác lại lời nói của tôi. Chỉ có thể nhắm mắt lại, nói: "Thế cậu muốn gì?" Diệp Hiệt Chi còn đổ thêm dầu vào lửa. "Muốn cái gì chị Tào cũng đồng ý hả?" Tào Cẩm Sắt nghiến chặt răng. "Diệp Hiệt Chi, đây không phải việc của cô." "À không, cô là cô chủ nhà họ Diệp, vậy mà ngay cả người nhà mình cô cũng không bảo vệ được. Cô có quyền gì mà cười tôi?" Diệp Hiệt Chi quyến rũ duỗi lưng, đường cong cơ thể khiến người ta muốn phun máu mũi. "Ồ, chị chưa biết à? Tôi đã cho cả nhà Diệp Phú Sinh về nghỉ hưu rồi. Không xử lý bọn họ bằng gia quy của nhà họ Diệp là tôi đã khai ân lắm rồi đấy." "Cô..." Dường như Tào Cẩm Sắt nghĩ tới điều gì, ánh mắt né tránh, nói: "Đấy là chuyện của nhà họ Diệp, có liên quan gì đến nhà họ Tào tôi?" Diệp Hiệt Chi cười khanh khách. "Chưa đánh mà chị Tào đã khai nhé. Tôi chưa nói là gia đình Diệp Phú Sinh về nghỉ hưu có liên quan đến nhà họ Tào đâu." "Nhanh mồm nhanh miệng lắm." Tào Cẩm Sắt lạnh giọng nói, nhưng vẻ mặt lại không được tự nhiên. Tôi có thể đồng ý một điều kiện của cậu, nhưng không thể thay đổi quyết định từ đầu của tôi là đến cứu Diệp Quân." "Được thôi."
Tôi gật đầu, nói, tôi còn thiếu một người hầu dâng trà đổ nước. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ tha cho Diệp Quân. Cậu, đừng có mơ! Tào Cẩm Sắt nổi giận lôi đình, hai mắt như phun lửa nhìn tôi chằm chằm. Chính cô tự nói điều kiện, tôi có ép đâu. Tôi lắc lắc phần cổ hơi cứng ngắc. Cô Tào à, xin cô rõ ràng một chút. Trần An tôi không thiếu cái gì cả. Cô cảm thấy mình có thể thỏa mãn được điều kiện gì của tôi? Đừng nói cô, đến Triệu Huyền Ninh cũng chả là cái thá gì. Ngày trước, hắn đồng ý với tôi 3 điều kiện. Cho đến giờ tôi mới nói có 1 cái. Chỉ là vì tôi rảnh rỗi nên muốn chơi đùa với hắn thôi đấy. Tôi lạnh lùng hỏi. À, còn nữa, điều kiện không vi phạm tới dự định ban đầu của cô. Xin hỏi, thế điều kiện này còn có ý nghĩa gì nữa? Tào Cẩm Sắt cô thấy Trần En tôi dễ bị lừa lắm hả? Mặt Tào Cẩm Sắt hết xanh lại đỏ. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì mới có thể tha cho Diệp Quân? Tại sao tôi phải tha cho hắn? Tôi đứng bật dậy, chỉ vào bác gái ba và giận dữ nói. Nếu hôm nay tôi không phát hiện kịp thời, vậy thì bác gái ba của tôi bị Diệp Quân chuốc thuốc kích dục, sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các người không rõ? Rồi nếu khi bác gái ba nhà tôi tỉnh lại, không chấp nhận được sự thật mà chọn tự sát, thì các người ai cho bà ấy một con đường sống? Tôi lạnh lùng nói. Tao Cẩm Sắt đều là phụ nữ, nếu cô thật sự muốn giữ mạng cho Diệp Quân, vậy thì tôi cho cô một cơ hội. Uống hết bình nước pha thuốc kích dục này ngay trước mặt tôi. Tôi sẽ tha cho Diệp Quân. Tào Cẩm Sắt lùi luôn về phía sau, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Bản thân là phụ nữ, chẳng lẽ cô ta lại không biết sự đáng sợ của loại thuốc này sao? Nói trắng ra, cho dù không có tên nào động vào mình, thì bản thân cũng sẽ biến thành kẻ dâm đãng không kiểm soát được. Không dám uống. Tôi cười lớn, cầm chai nước khoáng còn một nửa trên bàn lên, chỉ vào 6 người nhà Diệp Phú Sinh và nói. Lại đây, tôi cũng cho các người cơ hội. Người phụ nữ nào nhà các người uống hết chai nước này, tôi cũng sẽ tha mạng cho Diệp Quân. Thằng điên, ác ma, súc sinh. Tào Phương độc địa chửi. Đúng đấy, tôi là thằng điên, là ác ma, là súc sinh. Nhưng bà đừng quên, chai nước này là ai mang tới? Tôi đổi giọng, ném thẳng chai nước khoáng vào người Diệp Quân. Chai nước này do con bà mang tới đấy. Muốn nói súc sinh thì cũng là Diệp Phú Sinh và Tào Phương các người đẻ ra súc sinh. Tào Cẩm Sắt, đừng có nói tôi không nể mặt cô. Chuyện ngày hôm nay, ai dám xen vào, Trần An tôi không ngại chơi với người đó một trận đâu. Tôi siết chặt nắm tay, vẻ mặt trở nên tàn nhẫn. Muốn chơi thì chúng ta chơi lớn một chút, liều mạng đi. Tào Cẩm Sắt bị ánh mắt của tôi dọa sợ, liên tục lùi ra sau. Cậu điên rồi, điên thật rồi. Sao cô Tào phải sợ thằng nhãi này? Loại người phàm như nó, chỉ cần vung một kiếm là tôi có thể giết được 1000 đứa. Đúng lúc Tào Cẩm Sắt định đi, tên thanh niên mặc áo choàng đen phía sau cô ta đột nhiên nói bằng giọng quái gở. Anh im đi! Tào Cẩm Sắt bối rối, nghiêm khắc quát. Tôi mời anh về là để bảo vệ tôi, chứ không phải để anh thay tôi quyết định. Có vẻ như gã thanh niên áo choàng đen không nghĩ là Tào Cẩm Sắt lại nhu nhược đến thế. Gã không phục. Cô Tào, cô không cần lo. Có tôi với chị Tang ở đây, không ai động đến cô được. Bên cạnh thằng nhãi này cũng chỉ có 2 con hồ yêu tu luyện thành tinh thôi. Người khác sợ nó, tôi là đệ tử ma kiếm môn không sợ. Loại yêu tinh này chỉ cần 10 chiêu thôi là tôi đánh cho hiện nguyên hình ngay. Anh câm mồm ngay! Tào Cẩm Sắt đổ đầy mồ hôi. Người khác không rõ gần đây Trần An đã làm chuyện gì, nhưng nhà họ Tào cùng là 1 trong 10 gia tộc lớn nhất ở thủ đô thì biết rõ. Nhà họ Tiêu biến mất chỉ sau 1 đêm, tất cả sản nghiệp đều bị nhà họ Cố thâu tóm. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, chỉ cần thật sự muốn tìm hiểu thì ai cũng có thể biết được một chút thông tin. Anh ta không cần câm mồm! Tôi nhìn thoáng qua tên đệ tử của Ma Kiếm Môn, tự nhiên lại nhớ tới môn chủ Kiếm Môn. Nếu năm đó Ma Kiếm Môn không dở trò, giờ ông ấy đã sớm đạt đến cảnh giới thứ 9 của kiếm đạo rồi. Cậu muốn thế nào? Thấy tôi chủ động trả lời,
sắc mặt của gã đệ tử Ma Kiếm Môn hiện vẻ vui mừng. Có vẻ như gã rất nóng lòng muốn thể hiện một phen ở trước mặt Tào Cẩm Sắt. Anh hùng yêu mỹ nhân, gã đệ tử Ma Kiếm Môn này cũng không ngoại lệ. Nhất là loại phụ nữ quyến rũ như yêu tinh giống Tào Cẩm Sắt, chỉ cần nhăn mặt hay cười một cái, có mấy người đàn ông có thể chống cự được. Một kiếm của anh có thể giết được mấy nghìn thằng như tôi, vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội chứng minh. Tôi chỉ vào Lam Căn và nói, 10 chiêu, trong vòng 10 chiêu mà anh có thể chém được bất cứ chỗ nào của người này, tôi sẽ thả Diệp Quân. Thật không? Gã đệ tử Ma Kiếm Môn kích động. Tôi đã nói là làm. Tôi ngồi lại xuống ghế salon bên cạnh Diệp Hiệt Chi. Nhưng cơ hội này cũng không phải cho không. Nếu trong 10 chiêu mà anh chết, vậy thì chỉ có thể trách số anh nhỏ thôi. Giết tôi? Không có chuyện đấy đâu. Gã đệ tử Ma Kiếm Môn không thèm kiêng dè ai mà nói. Tung vân bộ của Ma Kiếm Môn tôi không thua kém gì so với tiên vân bộ của kiếm môn. Chỉ cần tôi muốn, không ai trong các người có thể giữ được tôi. Thấy tên đệ tử Ma Kiếm Môn nói đến tiên vân bộ của kiếm môn, tôi nghĩ đến bản chép tay mà môn chủ kiếm môn hứa cho tôi. Bây giờ chắc cũng đã được gửi đến biệt thự ở thủ đô rồi. Vậy tôi rửa mắt đợi. Tôi ra hiệu cho tên đệ tử Ma Kiếm Môn có thể bắt đầu. Bạch Hồng Quán Nhật. Gã đệ tử Ma Kiếm Môn dừng lại, lấy khí làm kiếm trong tay, hóa thành mấy nghìn thanh kiếm bao quanh Lam Căn. Trận chiến này quả thật là hùng vĩ, khí thế cuồn cuộn làm người ta hoa cả mắt, thấy sợ hãi trong lòng. Cút! Bên trong ảnh kiếm đầy trời, chỉ nghe thấy Lam Căn lạnh lùng nói một tiếng cút. Một giây sau, tất cả ánh sáng của kiếm đều tan biến. Tên đệ tử Ma Kiếm Môn bật ra ngoài như lò xo, đập rầm vào vách tường, làm nứt cả vách tường của căn phòng. Tên đệ tử Ma Kiếm Môn há mồm, miệng phun máu tươi. Hắn gắng sức ngẩng đầu, nhưng cuối cùng, cổ mềm oặt nằm sấp xuống, tắt thở hoàn toàn. Anh! Tào Cẩm Sắt kinh hãi, không ngờ đệ tử Ma Kiếm Môn lại không đỡ nổi một chiêu. Tôi nhìn chằm chằm người phụ nữ áo xanh đứng sau Tào Cẩm Sắt rồi hỏi, cô có muốn thử một tí không? Còn người cô ta co lại, sắc mặt trắng bệch, mãi mới khó khăn trả lời. Tôi không có bản lĩnh đó. Tôi bình tĩnh nói. Vậy mời về, không tiễn. Lần này, Tào Cẩm Sắt còn chẳng thèm nhìn Tào Phương lấy một cái, chạy chối chết. Chương 208. Tào Cẩm Sắt dứt khoát đi về, hy vọng cuối cùng của mấy người nhà Tào Phương cũng theo đó mà tan biến. Tôi ra hiệu cho Cố Phương đưa bác gái ba lên xe bác ấy, chờ bác gái ba tỉnh lại, thấy bản thân không có vấn đề gì sẽ tự về nhà. Tôi cũng đỡ bị lộ thân phận. Chị Diệp, gặp lại ở thủ đô nhé. Tôi cười đứng dậy ra về. Chuyện sau đó giao cho chú Cố Trung xử lý nốt. Với bản lĩnh của chú ấy, Diệp Quân chỉ có đường chết. Tôi ở bên cạnh xe bác gái ba đến hơn 12 giờ đêm. Tới khi thấy bác tỉnh lại không có vấn đề gì, lúc này tôi mới bảo Cố Phương lái xe về thủ đô. Hơn 8 giờ sáng hôm sau, tôi rất vui vì cuối cùng Ngô Uy cũng khỏe hẳn sau nhiều ngày dưỡng thương. Cơ thể anh ta còn khỏe hơn trước, giống như Cố Thương nói. Biết mình ngủ say hơn nửa tháng, Ngô Uy vội vã về thăm bố mẹ. Tôi không cản anh ta, chỉ nói là nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho tôi. Cẩn thận, đừng để người ta ám hại lần nữa. Dì Thái nói với tôi, đệ tử kiếm môn đã mang bản chép tay của tiên vân bộ đến. Tôi mừng rỡ mở ra đọc thì thấy, không ngờ với trí thông minh của tôi mà đọc lại chẳng hiểu gì. Cô già, cái này để đến tối, Cố Phương từ từ giải thích cho cậu nghe, vừa dạy cậu sử dụng bộ pháp này luôn. Dì Thái cười nói, tôi giấu thật kỹ tiên vân bộ trong người, vì cả đêm không ngủ, mệt quá nên tắm rửa xong, nằm xuống là tôi ngủ một mạch đến hơn 3 giờ chiều. Rửa mặt rồi ăn uống xong, tôi thấy khá rảnh rỗi,
Còn khoảng nửa tháng nữa nên tôi đi nhận nhiệm vụ tháng này ở môn phái rời mộ luôn. Để lâu nữa lại không kịp. Tôi bảo Cố Phương lái xe đến trụ sở chính môn phái rời mộ. Đúng lúc gặp được Thương Vân Hy, cô nàng này đắc ý bảo tôi là mình đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm vụ tháng này, có thể về nhà nghỉ ngơi thoải mái được rồi. Tôi cũng thấy ghen tị. Sau khi nhận xong nhiệm vụ rời mộ của mình, tôi gọi điện luôn cho khách hàng. Địa chỉ: thôn Ngưu Đầu, khách hàng Ngô Kim Lộ, số điện thoại liên hệ 1396853XXXX. Hôn lễ của Bạch Trạch đã được bàn bạc xong xuôi. Ngày nào với cặp đôi đấy cũng như là tuần trăng mật, chỉ muốn dính chặt lấy nhau 24 giờ. Tất nhiên anh ta sẽ không rảnh để đi theo giúp tôi. Ngô Uy mới khỏe lại, đang về nhà với bố mẹ. Tôi cũng không yên tâm lôi anh ta đi ra ngoài giúp mình. Còn Yến Tần Tang, lâu rồi tôi không thấy cô ta. Ngày nào cô ta cũng đi vẽ bùa với dì Liên. Người thích hợp nhất là Thương Vân Hy, nhưng người ta vừa hoàn thành xong nhiệm vụ rời mộ của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thoải mái mấy hôm, nên tôi cũng không tiện hỏi. Nghĩ cùng là đệ tử sơ cấp của môn phái rời mộ, Thương Vân Hy không cần ai giúp, vậy có gì mà tôi không làm được? Thỏa thuận với khách xong, tôi bảo Cố Phương lái xe đến thôn Ngưu Đầu ngay trong đêm. Sau 7-8 tiếng đi đường, quá nửa đêm chúng tôi đến cửa thôn Ngưu Đầu. Vì đã quá muộn, tôi với Cố Phương nằm nghỉ luôn ở trong xe. Trời sáng tôi mới gọi điện cho khách hàng. Biết tôi đi suốt đêm đến thôn Ngưu Đầu, khách hàng Ngô Kim Lộ rất cảm động. Nói tôi chờ một chút, ông ấy tới gặp tôi ngay. Khoảng 10 phút sau, một ông lão đầu trọc, mặc quần ống rộng chạy về phía chúng tôi. Một tay ông lão này cầm cái tẩu thuốc đã cũ hút thuốc, tỏa ra đầy khói. Tay kia cầm dao bổ củi, thở hồng hộc chạy đến. Tôi chỉ sợ ông ấy ngã lăn ra đây mất. Ngô Kim Lộ vẻ mặt chân thành hỏi: "Cậu là thầy Trần An?" Tôi lễ phép trả lời: "Vâng, cháu là Trần An, người phụ trách việc rời mộ tổ cho ông ạ." Ngô Kim Lộ chật chật cảm thán: "Cậu còn trẻ thế mà đã là thầy rời mộ, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được." Tôi cười nói: "Cháu còn trẻ nên vẫn phải học tập rất nhiều ạ. Ông không nghi ngờ năng lực của cháu đã là đánh giá tốt nhất rồi." Ngô Kim Lộ dẫn chúng tôi vào trong thôn, thẳng thắn nói: "Ai cũng cần đi dần từng bước một, tuổi tác không phải thứ duy nhất để đánh giá năng lực. Hồi còn trẻ, ông cũng theo thầy học rèn sắt. Ha ha. Ông nhập học muộn nhất, học cũng chậm nhất, nhưng tay nghề lại tốt nhất. Những đàn anh đã nhập học được 5-6 năm cũng không bằng ông. Tay nghề không liên quan đến tuổi tác, quan trọng là con người và trí tuệ." Tôi gật đầu: "Điều này có lý ạ." Ngô Kim Lộ rất thân thiện, đi đường nói chuyện không ngừng. Nói vài câu lại phải rít vài hơi thuốc, có vẻ rất khoái chí. Vì mộ tổ nhà họ Ngô ở trên núi, lại nằm ở vị trí vắng vẻ xung quanh toàn cây cối gai góc rậm rạp, nên Ngô Kim Lộ đi đường phải lấy dao bổ củi phát quang, ngượng ngùng giải thích cho tôi: "Mộ của cha ông, vị trí là do ông ấy tự chọn. Ông đã lớn tuổi, ngoại trừ hàng năm đi Tết Thanh Minh đều cúng viếng, thì cũng ít khi ông lên núi, chủ yếu cũng do không đi nổi." "Từ từ sẽ đến, không cần vội ạ." Tôi thông cảm nói, ra hiệu cho Cố Phương cầm dao bổ củi đi trước mở đường. "Ồ, cậu thanh niên này được đấy. Trông có vẻ gầy gò, yếu ớt mà khỏe phết." Ngô Kim Lộ thấy Cố Phương chỉ mất vài phút đã mở rộng đường đi, bèn giơ ngón tay cái lên khen. Tôi thầm cười trộm, với tu vi của Cố Phương, nếu anh ta muốn lên núi thì cần gì đến dao bổ củi. Đường núi ngoằn ngoèo như ruột dê, đi hết cả ngọn núi lớn. Đến giữa đỉnh của ngọn núi thứ hai, Ngô Kim Lộ mới dừng lại, gỡ dây leo tùm, lộ ra một gò đất nho nhỏ với một tấm bia mộ đã mờ hết cả chữ. Ngô Kim Lộ ngồi trước bia mộ, ánh mắt hoảng hốt, nói thì thào: "Cha ông mất năm ông 56 tuổi,
Năm nay ông đã 80 rồi, ngôi mộ này đã hơn 20 năm. Tôi hỏi, theo như ông nói thì gần đây ông thường xuyên mơ thấy một giấc mơ, thấy cha ông nói ông rời mộ cho ông ấy, đúng không ạ? Ngô Kim Lộ rít vài hơi thuốc lá, gật đầu. Thật ra, ông đã mơ giấc mơ này suốt 2 năm. Cứ tối đến, đi ngủ là mơ thấy. Cha của ông xuất hiện trong mơ, vẻ mặt đau khổ, nói với ông là ông ấy đau lắm, đau đến không thở được. Lúc đầu, ông cũng không quan tâm lắm. Chị nghĩ là ban ngày làm việc mệt nên mới nằm mơ như thế. Ai ngờ lại mơ giấc mơ này suốt 2 năm trời. Thỉnh thoảng lắm mới không mơ thấy. Còn đa phần cứ đêm đi ngủ là ông lại mơ thấy cha mình. Tôi kiểm tra kỹ ngôi mộ, nghi ngờ hỏi. Sao ông không tìm thầy đến xem? Ngô Kim Lộ thở dài. Tìm chứ, ông đã mời lần lượt mấy bà cốt nổi tiếng gần đây. Nhưng bọn họ cũng không rõ lý do vì sao. Chỉ vẽ vài lá bùa làm phép một chút, cũng có tí tác dụng. Ít thì ông có thể ngủ yên được 3-4 hôm, lâu hơn thì nửa tháng, sau đó vẫn nằm mơ, vẫn mơ thấy cha ông. Tôi tò mò hỏi, thế việc rời mộ là do cha ông nói với ông ở trong mơ ạ? Ngô Kim Lộ gõ tàn thuốc ở tẩu, lắc đầu nói, cũng không phải. Trong mơ, cha của ông luôn nói rất đau. Ông hỏi cha tại sao đau. Ông ấy cũng không nói vì sao. Ông nghĩ đến việc rời mộ là do Tết Thanh Minh năm nay. Ngô Kim Lộ nói đến đây, khuôn mặt già nua bỗng trở nên đanh lại. Đôi mắt mờ đục hiện vẻ sợ hãi. Ông ấy nói, ngày Tết Thanh Minh, ông mang hương, nến, tiền vàng đến cúng cho cha ông. Nhưng khi đến mộ, ông phát hiện thấy mấy trăm con khỉ đang quỳ trước mộ cha ông. Bọn nó cũng làm giống như người, hai chân quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, cúi đầu xuống đất, rồi đứng dậy bái. Ông nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng lúc ông tới gần mộ, con khỉ trắng lớn đang quỳ bỗng quay người lại. Hai mắt đỏ như máu nhìn ông chằm chằm, mà mặt của nó thế mà lại giống người cha đã qua đời hơn 20 năm trước của ông. Chương 209. Cái gì? Nghe Ngô Kim Lộ kể lại, đừng nói tôi là người thường, đến kẻ Cố Phương có tu vi 2000 năm cũng thấy sợ nổi cả gai ốc. Ông không lừa các cháu đâu. Ngô Kim Lộ cầm tẩu thuốc, giọng run rẩy. Con khỉ kia nhìn ông cũng nhìn nó, không dám động đậy. Sau đó, đột nhiên nó nhe răng cười với ông một cái, rồi mang theo mấy trăm con khỉ khác chạy về phía trên núi. Lúc ấy, ông bị dọa sợ, nào còn có gan tế bái cha đàng hoàng, vội chạy luôn xuống núi. Về nhà rồi, đêm hôm đó ông sốt cao, mơ mơ màng màng lại nằm mơ. Lần này ông không thấy cha kêu đau, mà mơ thấy ông ấy nằm trong quan tài. Hình dạng của ông ấy biến thành con khỉ trắng lớn ông nhìn thấy ban ngày. Từ đó về sau, mỗi ngày ông đều mơ thấy cha mình biến đổi, càng lúc càng giống khỉ. Quan trọng nhất là chính ông cũng không rõ đó là cha mình hay là con khỉ trắng kia nữa. Ngô Kim Lộ đau khổ nói. Ông sợ đến nỗi không dám ngủ. Ông hút rất nhiều thuốc, hút cho tỉnh táo. Nhưng dù thuốc lá có làm ông tỉnh táo, thì cứ hễ ngủ là sẽ lại mơ thấy. Ông không biết tại sao bầy khỉ kia lại quỳ lạy ở mộ của cha ông. Nhưng hồi bé, ông nghe người già trong thôn nói, ở trên núi Đoạn Trượng có khỉ thành tinh. Bất đắc dĩ, ông đến thủ đô tìm được môn phái rời mộ. Nói ra không sợ các cháu chê cười, chứ mục đích rời mộ của ông chỉ có một. Ông muốn xem trong quan tài là xương cốt cha mình hay là con khỉ trắng lớn kia.
Nếu tất cả chỉ là do ông nằm mơ, thì đưa cha ông chuyển đến nơi khác an nghỉ cũng tốt, để bọn khỉ kia đỡ quấy rầy ông ấy. Còn nếu giấc mơ là sự thật, Ngô Kim Lộ nghĩ đã thấy sợ. Thế thì cũng phải diệt con khỉ đó đi. Tôi nghe Ngô Kim Lộ nói đến đây, nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy có gì đó sai sai. Bình thường khách muốn rời mộ sẽ tới tìm môn phái rời mộ. Theo quy định của môn phái sẽ cho đệ tử đến kiểm tra cấp độ nhiệm vụ rời mộ. Căn cứ vào đó rồi mới phân chia cho các đệ tử nhận nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ tôi nhận là nhiệm vụ sơ cấp, là nhiệm vụ rời mộ đơn giản nhất. Nhưng theo như những gì ông Ngô Kim Lộ nói, thì mộ tổ nhà họ Ngô có gì đó rất quái lạ. Vậy sao là nhiệm vụ sơ cấp được? Chiếu theo ý của tôi, Cố Phương nhìn thoáng qua, sau đó nói nhỏ. Cô già, không thấy gì hết. Nhưng mộ tổ nhà họ Ngô tỏa ra rất nhiều linh khí. Tôi đoán trong mộ có linh mạch. Tôi dò hỏi. Có thể cảm nhận được khí tức của con khỉ trắng lớn kia không? Cố Phương nhắm mắt cảm nhận thêm lần nữa, lắc đầu nói. Nếu là khỉ thành tinh, dù nó trốn kỹ đến đâu cũng không thể qua được mũi của tôi. Nhưng ngôi mộ này chỉ phát tán ra linh khí nồng nặc. Cố Phương đoán. Tôi thấy nếu bầy khỉ kia thật sự có linh tính, thì bọn chúng đến mộ tổ nhà họ Ngô quỳ lại là do trong mộ phát ra linh khí. Bọn chúng dùng cái này để tu luyện. Thế giấc mơ của ông ấy... Tôi khó hiểu chỉ vào Ngô Kim Lộ. Việc này... Cố Phương gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng môn phái rời mộ đã phái người đi kiểm tra, xác định đây là nhiệm vụ sơ cấp, vậy chắc không có gì quái lạ cả đâu. Lời Cố Phương nói cũng giống như tôi suy nghĩ. Theo lý thuyết thì môn phái rời mộ sẽ không thể phạm phải sai lầm vớ vẩn như thế này được. Chẳng lẽ tất cả đều do Ngô Kim Lộ tưởng tượng? Dù sao, đầu óc của người cao tuổi đều sẽ trở nên chậm chạp, lú lẫn, thậm chí còn xuất hiện ảo giác. Đó đều là phản ứng tự nhiên. Ngô Kim Lộ nôn nóng hỏi tôi. Thầy Trần, cháu xem lúc nào thì có thể rời mộ. Cần gì cứ bảo để ông chuẩn bị sớm. Tôi cầm ngày sinh tháng đẻ tính toán một chút. 6 giờ sáng ngày kia là giờ lành để rời mộ. Tốt, vậy là được rồi. Ngô Kim Lộ xoa tay, mừng rỡ nói. Thế chúng ta xuống núi luôn chứ? Tôi cười và bảo. Ông cứ về trước đi, cháu muốn ở lại kiểm tra thật kỹ tình hình xung quanh một chút. Không thể để xảy ra vấn đề gì cho ông được ạ. Ngô Kim Lộ nói. Được, vậy ông về nấu cơm trưa cho các cháu. Lúc nào xuống núi vào trong thôn thì các cháu gọi điện cho ông tới đón. Bàn bạc xong, Ngô Kim Lộ tự xuống núi. Ông ấy đã 80 tuổi nên tôi lo ông ấy sẽ ngã mất. Nhưng tôi cũng phải kiểm tra kỹ tình hình xung quanh mộ tổ nhà họ Ngô, xem có vấn đề gì hay không. 3 ngọn núi đoạn trưởng này nối liền với nhau, lại có khỉ thành tinh. Nếu để Cố Phương đưa Ngô Kim Lộ về, còn mình tôi ở đây, nói thật tôi hơi sợ. Ngô Kim Lộ đi rồi, Cố Phương hỏi tôi. Cô ra, cậu có phát hiện được gì không? Không có. Tôi thành thật lắc đầu. Nhưng không biết tại sao mà tôi luôn thấy là lạ. Hình như chúng ta đã quên mất chi tiết nào đó. Cố Phương trêu tôi. Cô già có giác quan thứ 6 trong truyền thuyết đấy à? Tôi không trả lời, chỉ cười. Nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến lời mà Ngô Kim Lộ vừa nói. Ông ấy nói, lần đầu tiên nhìn thấy con khỉ trắng lớn dẫn theo mấy trăm con khỉ khác quỳ lạy ở mộ tổ nhà họ Ngô, giống như đi viếng mộ. Cố Phương đã nói, mộ tổ nhà họ Ngô toát ra rất nhiều linh khí, có khả năng bầy khỉ đó đang hấp thụ linh khí. Nhưng hút linh khí mà cũng phải quỳ lạy sao? Dù là người hay yêu tinh, thì quỳ lạy cũng đều là một lễ tiết dành cho người có địa vị cao quý. Chỉ có người có địa vị cao quý nhất thì người ta mới thành tâm quỳ lạy như vậy.
Cha của Ngô Kim Lộ chỉ là người bình thường, làm gì có thân phận tôn quý gì để lũ khỉ kia phải quỳ lại như thế. Còn nữa, Ngô Kim Lộ nói, ngày hôm đó sau khi về nhà, giấc mơ của ông ấy biến đổi. Cha của ông ấy không kêu đau nữa, nhưng khuôn mặt càng ngày càng giống con khỉ trắng lớn kia. Đến nỗi sau đó, chính ông ấy cũng không rõ đó là cha mình hay là con khỉ trắng lớn kia. Giấc mơ này là do đầu óc ông ấy lú lẫn nên tưởng tượng ra, hay là sự thật? Cứ cho là lú lẫn thì cũng không thể hàng ngày đều mơ một giấc mơ giống nhau. Tôi suy nghĩ lung tung một lúc, trong đầu dần hiện ra một suy đoán to gan. Cố Phương, anh có thể dùng tu vi để biết ở ba ngọn núi này có khỉ không? Tôi hỏi. Có, còn rất nhiều nữa, Cố Phương khẳng định. Nhưng khỉ đã thành tinh thì tôi không thấy có nhiều. À, có con tu vi cao nhất là 1000 năm. Có thể bắt nó đến đây được không? Mắt tôi sáng lên. Ý của cô ra là... Cố Phương chợt hiểu ra. Muốn tìm hiểu chuyện xảy ra ở mộ tổ nhà họ Ngô từ con khỉ đã tu luyện thành tinh kia sao? Tôi nói. Đúng thế, tôi luôn cảm thấy mộ tổ này có vấn đề. Bầy khỉ đã ở trên núi lâu như thế thì không thể không biết rõ chuyện ở mộ tổ nhà họ Ngô. Được, tôi đi một lúc rồi về. Vụt một cái, Cố Phương biến mất trong nháy mắt. Còn một mình tôi ở mộ tổ nhà họ Ngô, tôi bỗng cảm thấy có một dòng khí lạnh lan từ đầu xuống chân, lạnh đến rùng mình. Đúng lúc tôi định tìm chỗ trống để ngồi chờ Cố Phương, đột nhiên một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện phía sau mộ tổ nhà họ Ngô. Ai đó? Tôi bị dọa nhảy dựng, vội trốn ra sau cây cổ thụ. Nhưng khi tôi bình tĩnh lại thì không thấy gì ở cạnh bia đá, cứ như chưa từng có gì xuất hiện vậy. Tôi thấy sợ, nếu sớm biết trên núi quỷ dị thế này, tôi đã mang Lam Căn với Thanh Hòa đi cùng rồi, cũng chẳng đến nỗi giờ không có ai bảo vệ. Tôi cố nén sợ hãi trong lòng, nhìn rừng cây bốn phía xung quanh. Trong tay tôi đã cầm sẵn phù lôi kích với bật lửa. Tấm phù lôi kích cao cấp có sức mạnh cực kỳ lớn. Theo như dì Liên nói, dù có gặp phải yêu tinh ngàn năm thì cũng có thể kéo dài thời gian một lúc. Cảnh giác khoảng 5-6 phút, không thấy xảy ra chuyện gì. Tôi thầm buồn cười bản thân cẩn thận thái quá. Chương 210. Tôi dựa lưng vào cây cổ thụ, hít thật sâu một hơi. Tôi chưa kịp bình tĩnh lại thì nghe thấy tiếng sột soạt trên tán cây. Sau đó, hai cánh tay to lớn đầy lông lá túm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi vào bụi cỏ. Tốc độ nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng lại. Tôi muốn hét to để kêu cứu, nhưng quái lạ là cổ họng của tôi lại không phát ra được lời, chỉ có thể ú ớ vài tiếng. Mà phù lôi kích với bật lửa cũng bị rơi mất khi tôi bị kéo vào bụi cây. Giờ phút này tôi khóc không ra nước mắt. Biết thế, dù có thế nào tôi cũng không bảo Cố Phương rời đi. Tôi không biết mình bị kéo đi bao lâu, nhưng bị bụi gai rồi đá sỏi cành cây trên đường đập vào người làm tôi choáng váng ngất đi. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình bị ném ở giữa một hang núi. Hang núi này cao khoảng 2 mét, rộng 45 mét, ít nhất cũng khoảng 40-50 mét vuông. Ở cửa hang, 7-8 con khỉ trắng nằm ườn phơi nắng trên tảng đá. Có lẽ biết là tôi đã tỉnh lại, một con khỉ trắng bê nước với quả dại đi đến gần tôi. Con khỉ trắng để nước với quả dại ở trước mặt tôi, vỗ vỗ bụng rồi há mồm làm động tác ăn cơm. Tôi hỏi, đây là đâu? Mắt con khỉ hoang đảo qua đảo lại. Tôi biết nó có thể hiểu tôi nói gì. Đúng như Cố Phương đã nói, bọn khỉ ở đây đã mở linh trí, chỉ là tạm thời còn chưa thực sự tu luyện mà thôi.
Tôi thận trọng hỏi. Được rồi, mày không muốn bị lộ chỗ này, vậy có thể cho tao biết vì sao bắt tao không? Con khỉ hoang vẫn im lặng như cũ. Tôi giả vờ bước hai bước về phía cửa hang. Con khỉ hoang nhe nanh trợn mắt ngăn tôi lại. Ánh mắt nó dữ tợn. Ý tứ rất rõ ràng là tôi không thể đi khỏi đây. Mẹ kiếp, tôi chửi thầm. Tôi chỉ đến để rời mộ cho nhà ông Ngô Kim Lộ. Chẳng động chạm gì tới bọn khỉ này mà. Vậy chúng nó bắt tôi về đây làm cái gì? Giết tôi? Nếu đã muốn giết, thì cần gì phải mang tôi về cái hang núi này cho vẽ vời thêm chuyện? Nhưng nếu không giết, thì tại sao không thả tôi đi? Giam giữ? Tôi chợt nghĩ, bầy khỉ này đang giam giữ tôi. Nhưng không thù oán gì, lại chưa gặp nhau bao giờ. Vì sao bọn nó lại nhốt tôi lại? Tôi cảnh giác nhìn bọn khỉ hoang, to gan suy đoán trong lòng. Thứ an táng trong mộ tổ nhà họ Ngô có lẽ không phải cha của ông Ngô Kim Lộ thật rồi. Giống với suy đoán của tôi lúc trước, vào ngày Tết Thanh Minh, ông Ngô Kim Lộ nhìn thấy con khỉ trắng lớn, mang theo mấy trăm con khỉ khác quỳ lạy ở mộ tổ nhà họ Ngô. Điều đó không bình thường. Người là người, khỉ là khỉ. Bọn khỉ trắng này đã mở linh trí và có trí tuệ. Chứ khỉ hoang bình thường sẽ không đủ khôn để lễ bái quỳ lạy một người bình thường như thế. Trừ khi chôn trong quan tài chính là một con khỉ có địa vị tôn quý trong hầu tộc. Thế thì chúng nó mới đến lễ bái trong ngày Tết Thanh Minh. Thứ hai, Cố Phương đã nói mộ tổ nhà họ Ngô toát ra linh khí bàng bạc, rất thích hợp cho yêu tinh tu luyện. Tôi không phải người tu luyện, nhưng ít nhất tôi cũng biết một chút cách tu luyện. Ở càng gần thì càng nhanh hấp thụ được nhiều linh khí. Nhưng lúc trước tôi đã quan sát kỹ, xung quanh mộ tổ nhà họ Ngô bị bao phủ bởi cỏ dại và dây gai. Không có bất cứ một dấu hiệu gì cho thấy hầu tộc đã tu luyện ở đó. Từ đó, có thể trực tiếp loại trừ lý do hầu tộc đến đó lễ bái vào ngày Tết Thanh Minh là để tu luyện. Thứ ba, sau khi nhìn thấy con khỉ trắng lớn ở ngày Tết Thanh Minh, vừa về đến nhà là Ngô Kim Lộ bị phát sốt. Sau đó mơ mơ màng màng nằm mơ. Ngay ngày hôm đó, giấc mơ có sự thay đổi. Ông ấy mơ thấy cha mình ngày càng giống khỉ. Giấc mơ này rất quái lạ. Tại sao tới tận lúc Ngô Kim Lộ nhìn thấy con khỉ trắng lớn kia, thì ngay ngày hôm đó giấc mơ mới thay đổi? Trước đấy thì sao? Tại sao không thay đổi? Lui một bước mà nói, cho dù giấc mơ này là do con khỉ trắng kia làm yêu pháp, hay là cha ông Ngô Kim Lộ trên trời có linh thiêng nhắc nhở, thì đều có thể chứng minh là mộ tổ nhà họ Ngô đã thay đổi. Chắc chắn sự thay đổi này có liên quan đến bầy khỉ kia. Mà tôi là thầy rời mộ do Ngô Kim Lộ mời đến. Nhiệm vụ của tôi là rời mộ tổ nhà họ Ngô đi, tiện hoàn thành nguyện vọng của ông Ngô Kim Lộ, muốn xem trong quan tài là xương cốt của cha ông hay là con khỉ trắng mà ông ấy mơ thấy. Nhưng con khỉ không thèm động đến Ngô Kim Lộ, lại đi bắt tôi về giam trong hang núi này là vì sao? Rất đơn giản, chắc chắn con khỉ đó không muốn tôi rời mộ tổ nhà họ Ngô đi. Sở dĩ nó không giết tôi đoán có ba lý do. Thứ nhất, con khỉ trắng lớn này là yêu tinh tu luyện đã lâu. Yêu tinh thì phải chịu lôi kiếp, giết người bừa bãi sẽ làm lôi kiếp của nó mạnh hơn. Thứ hai, chắc chắn con khỉ đó đã nhìn thấy Cố Phương. Giữa yêu tinh với nhau có sự cảm ứng rất mạnh. Chắc tu vi của con khỉ trắng này không bằng Cố Phương, nên nó không dám giết tôi. Tránh cho Cố Phương nổi giận lại liên lụy đến tất cả khỉ trắng ở trong núi. Thứ ba, con khỉ trắng lớn có thể giết tôi trong lúc tôi đang hôn mê, nhưng lại động phải thẻ trúc có chứa thần hồn của Cố U Hoàng, nên nó bị thương nặng, không dám giết tôi. Tất nhiên, tất cả chỉ là do tôi đoán thôi. Nhưng nếu là sự thật, thì mộ tổ nhà họ Ngô có cái gì đáng giá
để bọn khỉ kia phải làm như thế. Tôi sờ vào túi nhưng không thấy điện thoại đâu. Con dao ngắn mà ông nội để lại cho tôi cũng mất. Cả bật lửa với phù lôi kích cũng không thấy luôn. Tôi mắng thầm. Mẹ kiếp, cái bọn này cảnh giác ghê thế. Vậy nên tôi không thể liên lạc ra bên ngoài. Cố Phương có thể tìm được tôi hay không cũng không chắc. Trong hang núi có rất nhiều khỉ hoang canh chừng tôi. Có mọc cánh cũng khó thoát được. Vừa vội vừa đói, tôi nhìn thấy ánh nắng ngoài cửa hang. Giờ này chắc cũng tầm trưa. Lúc nào trời tối thì mới biết được tôi bị nhốt bao lâu. Nếu bọn khỉ này không muốn thả tôi đi, chẳng lẽ lại muốn nhốt tôi trong hang núi này cả đời? Tôi chợt nhớ đến Lam Căn, Thanh Hòa và dì Thái. Cả ba người này đều có khế ước máu với tôi, có thể liên lạc bằng suy nghĩ, nên theo lý thuyết sẽ không bị hạn chế bởi khoảng cách địa lý. Thanh Hòa, Lam Căn, hai bà có nghe thấy tôi nói không? Tôi tập trung suy nghĩ để điều khiển khế ước máu. Hai giọng nói đồng thời vang lên trong đầu tôi. Cô già! Tôi mừng quá, suýt thì nhảy cẫng lên. Quả nhiên Thanh Hòa và Lam Căn có thể liên lạc được với tôi nhờ khế ước máu. Mau tới cứu tôi, tôi bị bọn khỉ nhốt trên núi chỗ mộ tổ nhà họ Ngô ở thôn Ngưu Đầu. Tôi cũng không biết rõ vị trí cụ thể của cái hang núi này, nhưng chắc chắn vẫn ở trong núi Đoạn Trượng. Tôi nói trong đầu. Cô già, cậu phải cẩn thận đấy, bọn tôi đến ngay đây. Lam Căn và Thanh Hòa vội nói. Sau đó, tôi kể lại mọi chuyện rõ ràng ở trong đầu, nhất là vị trí của mộ tổ nhà họ Ngô, để Lam Căn với Thanh Hòa không tốn thời gian tìm tôi khi đến nơi. Liên lạc với Lam Căn và Thanh Hòa xong, tôi mới thấy bình tĩnh và bớt lo lắng đi một chút. Mấy con khỉ hoang thấy tôi ngồi yên không dở trò gì, thì nhe răng trợn mắt cười quái dị, như thể đang cười tôi rất biết điều vậy. Ngồi ngây người trong hang núi một lúc, tôi thấy ánh nắng ngoài cửa hang dần tắt, sau đó trời tối hẳn. Mấy con khỉ hoang đốt một đống lửa ở trong hang, ăn quả dại, uống nước suối, khẹt khẹt nói chuyện với nhau, có lúc còn vung tay vung chân, nhảy nhót tưng bừng, loạn hết cả lên. Tiếc là tôi không hiểu tiếng khỉ, không thì cũng muốn nghe xem chúng nó đang nói cái gì. Tiếng Lam Căn vang lên trong đầu tôi. Cô già, bọn tôi đã đến thôn Ngưu Đầu. Tôi tính thời gian từ thủ đô đến thôn Ngưu Đầu mất tầm 7-8 tiếng. Trời vừa mới tối nên giờ chắc khoảng 8 giờ. Tôi đang định nói với Lam Căn là tôi vẫn rất an toàn, không cần gấp gáp. Thì ngoài cửa hang, một bóng dáng to lớn đang đi đến gần tôi. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, một con khỉ trắng to lớn, cao gần 2 mét, tay cầm con gà đang giãy đành đạch đi vào. Khác hẳn so với bọn khỉ hoang kia, con khỉ trắng lớn này có đôi mắt đỏ như máu, nhìn rất đáng sợ. Lông trên người nó vừa dài vừa dày. Vóc dáng vạm vỡ, tay chân cường tráng, trọng lượng ít nhất cũng phải 400-500 cân. Nó nhìn thoáng qua tôi, vứt con gà đang giãy giụa cho bọn khỉ hoang, ra hiệu cho bọn nó nướng chín, rồi mới từ từ đi đến chỗ tôi, học ngồi khoanh chân giống tôi. Trên người ngươi có thần hồn của hồ tộc, rất mạnh, nên chắc chắn không phải linh hồn bình thường. Con khỉ trắng lớn nói tiếng người, giọng nó khàn khàn, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại hiện ra chút cảnh giác. Tôi không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Con khỉ này muốn giết tôi, dẫn tới thần hồn của Cố U Hoàng xuất hiện, nên nó mới giam giữ tôi trong cái hang núi này. Chắc người biết rõ lý do vì sao ta không giết ngươi. Con khỉ trắng lớn nhổ nước miếng, không cam lòng, nói. Có thể được hồ tộc mạnh mẽ như vậy để lại thần hồn bảo vệ ngươi. Ta khẳng định ngươi cũng không phải người bình thường. Nếu ta giết ngươi thì chắc chắn sẽ bị hồ tộc truy sát. Điều này sẽ ảnh hưởng tới tộc Vượn Trắng ở núi Đoạn Trượng. Vượn Trắng? Tôi hơi kinh ngạc. Quả nhiên nó không phải khỉ bình thường.
Nhưng tộc vượn trắng là loại yêu tinh gì? Thấy tôi ngạc nhiên, con khỉ trắng lớn mới chậm rãi giải thích. Tộc vượn trắng là yêu tinh thời thượng cổ, sống ở đỉnh Cưu Sơn, hấp thụ linh khí của mặt trời và mặt trăng, hút linh khí của vạn vật, có thể rời núi lấp biển, biến rủi ro thành may mắn. Tôi tò mò hỏi, đỉnh Cưu Sơn, thế tại sao mi lại đến núi Đoạn Trưởng này? Tôi không biết đỉnh Cưu Sơn ở đâu, nhưng dĩ nhiên là yêu tinh cổ đại đều ở những nơi rất xa, cũng rất bí ẩn. Giống như Thanh Khâu, tôi cũng không có cách nào xác định vị trí chính xác. Mắt con khỉ trắng lớn đỏ ngầu hiện lên vẻ đau khổ. 2000 năm trước, vợ của ta phạm vào quy định của tộc nên bị đuổi khỏi tộc vượn trắng. Mà ta là chồng của cô ấy, thì sao có thể mặc kệ sống chết của cô ấy được? Cho nên ta phản bội tộc vượn trắng, đi lang thang khắp nơi cùng cô ấy, mãi cho đến khi tới ngọn núi này mới ở lại. Còn bọn nó? Tôi chỉ vào con khỉ hoang màu trắng bên cạnh đống lửa và hỏi. Bọn nó đều là con của Mi à? Hay là do Mi mang từ tộc vượn trắng đến? Khỉ trắng lớn giải thích. Không phải, bọn nó chỉ là khỉ sinh sống ở trên núi, không phải vượn trắng thuần chủng, mà là lai giữa vượn trắng thuần chủng với khỉ bình thường. Trong cơ thể chúng có một chút huyết mạch của vượn trắng nên mới có thể mở linh trí.